Hôm nay thì Vinh xin giới thiệu với các anh chị cái văn phòng của trung tâm thị thực. Chúng tôi đặt tại số 26-28 Lê Văn Hưu, quận Nhất. Thì phía trước mặt chúng tôi là trung tâm lãnh sự quán Đức. Phía bên phải là lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng như là lãnh sự quán Pháp. Thì văn phòng của trung tâm thị thực đã khai trương một khoảng thời gian cũng đến nay cũng gần một năm rồi đó. Thì chúng tôi dọn về đây cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì cái công việc cũng bận quá cho nên là chưa có cái dịp để giới thiệu với các anh chị. Các anh chị nào mà có cái nhu cầu làm visa từ phía các trung tâm của lãnh sự quán Hoa Kỳ hay là lãnh sự quán Đức, Pháp chẳng hạn, các anh chị có thể ghé thăm văn phòng chúng tôi khi có một cái công việc gì mà các anh chị cần. Thì hôm nay mời các anh chị cùng vào tham quan văn phòng. Khi bước vào văn phòng của trung tâm thì thực tế các anh chị sẽ thấy một cái điểm nhấn rất đặc biệt, và chúng tôi rất tự hào về cái điểm nhấn này bởi vì chúng tôi đã dành 3 tháng để hoàn thiện nó. Đó chính là cái thác nước trong nhà lớn nhất tại Việt Nam, mà tôi chắc chắn rằng các anh chị không thể nào tìm được một cái thác nước trong nhà nào khác tại bất kỳ một cái công ty nào khác. Và ngay kế bên cái thác nước này sẽ là văn phòng của phòng visa. Phòng visa sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những cái dịch vụ về visa ngắn hạn cho các anh chị. Ví dụ như là visa về du lịch, du học, công tác, hay là tất cả những cái visa mà diện đoàn tụ. Chúng tôi mời các anh chị vào cái sảnh chính của công ty. Và đây là cái không gian sảnh chính của công ty chúng tôi. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ tiếp khách, tiếp các anh chị đang có nhu cầu về định cư, hay là chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo liên quan đến các cái chương trình định cư và đầu tư tại các nước.